Hết lộn. Đứng lộn lại. Tục các bạn cho mọi người xem nha. Đây, hôm nay ngày mùng 6 đó nha các bạn. Ngày tốt ngày cho nên các ghe tàu biển đang xuất bến nha các bạn. Khai trương xuất bến luôn nè. Wow. Rồi hôm nay mình đứng đây là ngay chân chỗ địa điểm ngay bến ngay cái bà nè các bạn. Chỗ tắc cầu ha, ngay bến phà tắc cầu luôn. Đó, bấm xe ngang kìa. À, tại vì nó mắc cái thế nha các bạn, dễ mắc thế nha. Ồ. Không kìa. Nếu mà không bấm gì nó bê các bạn. Nó xui nó dễ bê lắm luôn. Nó không lấy cái đó là sắn qua cái tàu bên kia luôn thấy chưa? Trời trời. Nó thì ghê chưa? Quá trời đông tàu ra luôn nha các bạn ơi, hôm nay ngày 16 mình dữ lắm ra luôn rồi nè. Trời ơi, có giấy cái trong nó bắn khói rồi. Tới đó làm như nó có cái cua đó các bạn ơi, buộc phải tới đó phải chặt cái cua qua cái nữa. À, với hai nữa cái đoạn đường này thì nói nào ngay. Trời ơi, trời ơi. Kìa, thẳng trong nó bắn kìa. Cái địa điểm này là cho nên tàu ghe đi đông lắm, vừa xà lan vừa ghe này kia đó. Rồi hôm nay chăng cái ngày tàu biển xuất bến nữa các bạn, bởi quá đông luôn, ghe lớn đó lắm, phực phực khối hoài luôn trời kìa. Ồ ghe lại mà nó thồn luôn không. Ở cái hướng này là hướng chạy ra sông Cái Lớn đó nha các bạn. Đây một chiếc đang ôm vô nữa nè, bị cái nước xui đó các bạn ơi, bởi vì ôm cua cũng dễ bê lắm, chịch cái lỡ bê qua tới đây luôn á. Rồi ghe đâu mà nó bắn một cái nghe thấy ghê trời, nó thọt sợi luôn các bạn ơi. Hôm nay ngày mùng 6 cũng tốt ngày quá luôn, ghe ra quá đông, sáng giờ ra mình biết cũng mấy trăm á chứ không biết đâu. Đó, bắn gà không bắn là bê sao, nước xui các bạn thấy không, tới nó chặt cái cua ngược nó lên đó cái nè thấy không. Các tàu ra nó hụ ra một cái nghe như là sấm gền hết hồn. Ồ ồ ghe nãy bây giờ đang chặt vô nha các bạn. Kìa đang chặt kìa. Nó thồn chưa? Nó chặt nghiêng tàu luôn á. Phải nói nghe mình đứng đây cũng dữ lắm, tàu còn đang ở trong bến còn đang đông lắm. Lạc nghe thì ghê không? Nổ trướng cái lỗ tai trời kìa, ghê vậy trời. Ai chịu nổi, khủng hoảng thiệt chứ. Ôi trời, mấy gì mà nổ cái nghe cái tiếng ghê thiệt. Ở đâu nữa vậy? Trời ơi, đây nữa. Wow. Kìa.
thông thông thú. Vậy là ông này với ông kia chắc cặp quá, quả trời luôn. Nó hài ông này ông nổi mà thấy ghê trời. Ở ngày gian trời đất hết trơn. Cũng quản thiệt chứ. Mình nghe xa xa là như còn một tiếng nữa đó các bạn ơi. Chắc cũng chung một chủ tàu này quá à. Cái hơi nào nó dữ quá. Chưa tới mình nghe cái hơi á. Nó thồn không? Dữ dằn. Màu cũng giống nữa. Ủa, yeah. Gần tới nghe cái hơi đó các bạn. Thuyền trên. Ồ, tới luôn nè các bạn. Nghe từ xa thôi, mình nghe cái hơi thôi là ghê chưa. Đúng rồi các bạn ơi, hồng thu luôn ha. Loại tàu một. Quá trời. Thôi ghê mà. Mình gào cái này nghe một cái lên trời luôn. Kiếp không? Quá trời thật ra. Đúng rồi, nãy giờ có nghe được cái đoàn tàu này là cái tiếng tàu nổ dữ nhất. Bên đây nữa à, đây một cặp đang đâm ra nè, đang đâm quẹo vô nữa. Đó, hồn chưa. Thôi nó chạy một cái nha. Ghê hồn luôn rồi. Bắn một cái rồi kìa. Ghê chưa. Trời ơi, ai chịu nổi không. Khủng khiếp chưa. Rồi nào đó với đây cặp quá các bạn. Đây một cặp nữa nè, đây một cây nữa nè. Wow. Ồ, lái nghiêng luôn á. Ồ, còn cái này ghe lại nè. Wow, ông đó ông đâm lên, ông này ông ghe lại, thật khối luôn rồi. Ồ, rồi. Rồi, quá rồi. Ta đang đâm vô, ổng đâm ngược ra trời. Ở đây cày xuống nè. Nó thồn chưa. Wow. Rồi, đây là cặp đây nữa. Nó thồn. Lái bê luôn ha.